Nikawa là thương hiệu than nhôm hàng đầu đến từ Nhật Bản. Nikawa phân phối rất là nhiều dòng than, từ than nhôm rút, than chữ A, than đa năng và than ghế. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn đến các bạn các dòng than ghế có tay vịn của Nikawa, được chia làm 3 dòng chính: NK, NKB và NKS. Hãy cùng một đi qua Home Depot chúng tôi. Than ghế Nikawa NK được chia làm 3 loại: NK03, NK04 và NK05. Thông số kỹ thuật của than Nikawa NK03: số bậc 3, kích thước mở 65 x 51 x 118cm, kích thước gấp 6 x 51 x 126cm, chiều cao từ chân than lên tới mặt bậc chân cùng là 72cm, kích thước bản bậc 18cm, khoảng cách bản bậc 24,5cm, tải trọng tối đa 150kg, trọng lượng than 4kg, trọng lượng đóng gói 48kg. Thông số kỹ thuật than ghế Nikawa NK04: số bậc 4, kích thước mở 84 x 52 x 142cm, kích thước gấp 6 x 52 x 153cm, chiều cao từ chân than lên tới mặt bậc chân cùng là 0,96m, khoảng cách bậc 24,5cm, kích thước bản bậc 18cm, tải trọng tối đa 150kg, trọng lượng than 5,6kg, trọng lượng đóng gói 6,6kg. Thông số kỹ thuật than ghế Nikawa NK05: số bậc 5, kích thước mở 106 x 55 x 165cm, kích thước đóng 6 x 55 x 178cm, chiều cao từ trên than lên tới mặt bậc chân cùng là 1m2, kích thước bản bậc 18cm, khoảng cách bậc 24,5cm, tải trọng tối đa là 150kg, trọng lượng than là 6,8kg, trọng lượng đóng gói 7,9kg. Than ghế Nikawa NKS được chia làm 3 loại: NKS04, NKS05 và NKS06. Thông số kỹ thuật của than ghế Nikawa NKS04: số bậc là có 4 bậc, kích thước mở 75 x 48,5 x 134,5, kích thước gấp 5 x 48 x 143cm, chiều cao từ chân than lên tới mặt bậc chân cùng là 0,95m, kích thước bản bậc là 18cm, khoảng cách bậc là 23,5cm, tải trọng tối đa là 150kg, trọng lượng than là 8kg, trọng lượng đóng gói là 82kg. Than hiện có giấy chứng nhận N131, giấy chứng nhận GS đã được phê duyệt. Cách thấu than được sử dụng bằng thép kết hợp với nhôm. Các nút bịt chân than là bằng nhựa ABS bền chắc. Thông số kỹ thuật than ghế Nikawa NKS05: số bậc 5, kích thước mở 90 x 51 x 157cm, kích thước gấp 5 x 51 x 168cm, chiều cao từ chân than lên tới mặt bậc chân cùng là 1,15m, kích thước bản bậc là 18cm, khoảng cách bậc là 23,5cm, tải trọng tối đa là 150kg, trọng lượng than là 8,5kg, trọng lượng đóng gói 9,6kg. Than hiện cũng đang có giấy chứng nhận N131, giấy chứng nhận GS đã được phê duyệt. Các nút bật bịt trên than bằng nhựa ABS bền chắc. Thông số kỹ thuật than ghế Nikawa NKS06: số bậc 6, kích thước mở 106,5 x 53,5 x 181cm, kích thước gấp 5 x 53 x 294cm, chiều cao từ chân than lên tới mặt bậc chân cùng là 138,5cm, kích thước bản bậc 18cm, khoảng cách bậc 23,5cm, tải trọng tối đa 150kg, trọng lượng than 9,9kg, trọng lượng đóng gói 11,1kg. Cuối cùng là mình sẽ review cho các bạn sản phẩm than ghế Nikawa NKB về phở. Than ghế Nikawa NKB này thì có thiết kế hoàn toàn là bằng nhôm, nhưng có một chút khác biệt là ở bậc ghế, hai bậc dưới, những bậc dưới thì chỉ là bằng nhôm, còn bậc chân cùng thì là bằng nhựa ABS rất là bền và bản rất là to, rất là tiện lợi cho mình đứng lâu thì cũng dễ, không bị đau chân hay mỏi chân. Ngoài ra đặc biệt của than ghế này còn có thêm một khay đựng dụng cụ để cho mình được dụng cụ sửa chữa. Bậc này chỉ để dụng cụ chứ không được ngồi, đây có cảnh báo không được ngồi. Than ghế Nikawa NKB này được chia làm 3 dòng: dòng NKB03, NKB04 và NKB05.
Thông số kỹ thuật thở thang Nikkei NKB03, số bậc 3 bậc, chiều cao bậc 28cm, độ rộng chân thang 52cm, chiều cao bậc chân cùng là 81,2cm, chiều cao gấp gọn là 85cm, trọng lượng thang 3,2kg, tải trọng thang 150kg. Thông số kỹ thuật thang giá 4 bậc Nikkei NKB04, số bậc 4, hay được dụng cụ ốc vít, tô vít, búa, cờ lê, mỏ lết, dây. Chiều cao bậc 28cm, độ rộng chân thang 52cm, chiều cao bậc ghế trên cùng 95,8cm, chiều cao toàn bộ thang 165cm, trọng lượng thang 4,1kg, tải trọng thang 150kg. Thông số kỹ thuật thang ghế 5 bậc Nikkei NKB05, hay đường dụng cụ ốc vít, tô vít, búa, cờ lê, mỏ lết, thức dây. Chiều cao tới tay vịt, tức là hay đường dụng cụ 190cm, độ rộng chân thang 61cm, chiều cao bậc chân cùng 125cm, khoảng cách bậc 23,5cm, chiều rộng bản ghế 33,5 x 33,5cm, trọng lượng 4,9kg, tải trọng 150kg. Like a Hellcat. Có chuyện gì em? Để em thử giúp em. Cao quá. Chờ anh xíu để anh đi lấy thang. Xin lỗi em nha, con có một bóng thôi à. Em cảm ơn anh nha. Ủa anh mua thang ở đâu vậy? Anh bán thang mà. Anh bán thang ở đâu vậy anh? DIY Home Depot.